Xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV. Hôm nay mình chia sẻ món cá nục nướng sả ớt để món cho bữa cơm gia đình rất là hấp dẫn. Thịt cá dai, thơm vị sả, ớt. Mình cuốn bánh tráng, bún, rau sống, chấm với nước mắm chanh, tỏi, ớt. Rất là ngon luôn. Bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nha. Đây là những nguyên liệu chính của mình gồm có nè. Cá nục bông, cá nục tươi cho các bạn. Mình mua là 2 con khoảng chừng 600g. Sả, mình đã chuẩn bị khoảng chừng 50g. Gừng, 2 nhánh nhỏ khoảng chừng 30g. Có 3 cái ớt sừng ngọt không cay khoảng chừng 30g. Tỏi, mình cân khoảng chừng 30g. Rồi, nguyên liệu chính của mình cũng đã chuẩn bị xong. Bây giờ, xin mời các bạn hãy xem chi tiết nữa nha. Đầu tiên mình sơ chế cá nè. Gừng đập dập, lấy một nửa khoảng chừng 15g cho vô. Muối, mình cho là một muỗng canh nha. Thêm nước mình xả nó hơi sắp sắp là được. Cái mình sẽ trà cái hỗn hợp mà muối gừng xung quanh con cá luôn để mình sơ chế cho nó được sạch đó các bạn. Mà lấy cái gừng đập dập nè, cho vô phin trong mình trà rửa cho nó thơm nha. Đó. Rồi tiếp tục xả thêm nước nữa để mình rửa cho sạch. Thì cá mình mua ở ngoài chợ đó, người bán họ cũng đã sơ chế cắt mang sẵn cho mình rồi. Về mình chỉ cần sơ chế rửa lại như vậy là được nè. Rồi tiếp tục xả thêm nước nữa, rửa cho nó trong nước là được đó nha các bạn. Đối với cá nướng thì mình nếu có thể chọn con lớn lớn đó, mình nướng cho nó ngon nha. Rồi như vậy là mình đã rửa xong con cá rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình lấy cá ra đem khứa nè. Mình sẽ khứa như vậy để lát nữa mình ướp cho thấm, cho ra thau nè. Mình có thể khứa dày mỏng gì cũng được luôn các bạn, khứa hai bên luôn nha. Tỏi mình lấy một nửa khoảng chừng 15g đem ra đập dập, sau đó rồi băm nhỏ nè. Nó còn một nửa để lát nữa mình làm nước mắm nha các bạn. Cho hết vô để ướp nè. Gừng mình cũng lấy khoảng chừng một nửa luôn nha, cắt lát mỏng sau đó rồi cũng cắt sợi như vậy. Cho vô để ướp cá luôn nè. Ớt sừng không cay mình cũng đem ra các sợi dài, rồi cũng băm nhỏ nha. Nếu mà ăn cay thì có thể ướp cái ớt cay lên cho ngon nha. Cho vô ướp cá luôn nè. Sả đem ra đập dập hết luôn, rồi cũng băm nhỏ luôn các bạn. Cắt hết 50g luôn nha. Cho vô hết ướp cá luôn cho thơm nè. Tiếp theo nêm muối nửa muỗng cà phê nè, thêm bột ngọt nửa muỗng cà phê nè, đường cát trắng một muỗng cà phê nè, hạt nêm nửa muỗng canh, tiêu xay nửa muỗng cà phê cho thơm nè, nước mắm mình nêm vô là một muỗng canh cho thơm đó các bạn. Rồi mình dùng tay xoa bóp đều lên để cho các cái gia vị bám đều xung quanh con cá cho thơm nha. Mình ướp gia vị nhiều nhiều một chút để khi mình nướng cá lên nó cho nó được thơm đó các bạn. Cho vô cái khe kẽ nữa nè, cho vô phía bên trong bụng cá nữa nè. Rồi cái mình cho vô đây một muỗng canh dầu ăn để khi mình nướng lên cho có cái độ bóng cho nó không bị dính nha. Xoa đều xung quanh con cá là được nè. Rồi kia ở đây mình ướp khoảng chừng 10 phút nha. Rồi con cá mình đã ướp được khoảng 10 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình lấy ra nè, cho qua cái lá chuối để mình bọc lại mình nướng cho con cá nó không có bị nát và không bể nha. Rồi kia mình bọc lá chuối lại như vậy. Cái lá chuối thì mình cũng đã lau chùi sạch sẽ rồi, kia mình mới gói nha các bạn. Cuộn xong cái mình bịt hai cái đầu rồi lại luôn nè. Mình chỉ cần bịt lại hai đầu hờ hờ như vậy là được nha, cũng không còn phải buộc dây. Rồi như vậy là mình đã cuốn xong qua một con rồi đó các bạn. Tiếp tục mình gói nữa nè, có nhiều gia vị lấy hết cho vô luôn. Rồi cũng bọc gói lại như vậy nè. Mình có thể thay thế bằng giấy nhôm hoặc là mình có cái lá sen mình gói cũng được luôn các bạn. Mình đã cuốn xong hai con rồi đó, để đây và chuẩn bị làm nước mắm rồi đem đi nướng nha. Nước mắm ăn kèm thì mình sẽ cho vô đây là 4 muỗng canh. Nhà mình có loại nào thì mình dùng cái loại nước mắm đó cũng được luôn các bạn. Đường trắng nè, mình cho vô đây là 3 muỗng canh. 3 muỗng nè. Nước lọc mình cho vô đây là 5 muỗng canh.
5 muỗng đầy luôn nè. Rồi khi mình đánh tan đường ra luôn nha. Lúc này đường đã tan rồi các bạn. Bây giờ mình cho cái nước cốt chanh vô nữa nha. Nước cốt chanh mình cho vô đây là 3 muỗng canh nè. Rồi bây giờ mình trộn đều lên cái canh chỉnh gia vị cho nó vừa ăn, độ mặn ngọt chua nha. Cho vô đây một muỗng canh ớt băm cho nó cay nè. Thêm một muỗng canh tỏi băm nữa nè. Nó cũng tùy sử dụng các bạn, mình có thể cho nhiều hay ít gì cũng được luôn nha. À, như vậy là cái chén nước chấm để ăn kèm của mình đã pha xong. Mình ở đây, lát nữa mình nướng cá xong rồi dọn ra nha. À, mình có chuẩn bị trước cái lò than, à, mình canh lửa vừa, không có lớn quá, không cháy nhiều nha các bạn. Cho cá lên nướng nè. À, cái bây giờ mình cứ để lửa vừa vừa như vậy mình nướng nha. À, mình nướng nghe cái mùi thơm lá chuối vàng là mình trở. Đó, mình nướng như vậy được khoảng chừng 4 phút đó các bạn. Mình thấy cái lá chuối đã xém vàng nè, trở đều đó, cái mùi rất là thơm của lá chuối và các cái gia vị phin trong nó tỏa ra hấp dẫn lắm luôn á. Trở đều nè. Ở phía bên trong nước nó đang sôi các bạn. Rồi cứ mình canh trở đó, mình gói lá chuối như vậy á, thì khi mình nướng á, giúp cho cái cho thịt cá nó chín đều. Với lại khi mình trở như vậy nè, ở cá nó không bị gãy bể và cũng rất là thơm nữa các bạn. Rồi cứ như vậy mình đã nướng này khoảng chừng 15 phút đó các bạn, trên lửa vừa vừa như vậy trở đều, thơm lắm luôn nè. Còn phía bên trong mình kiểm tra mình thấy đã xém vàng như vậy, cá cũng đã chín rồi đó. Như vậy là được nha. Rồi giờ mình cắt bớt cái lá chuối ra, rồi cái chuẩn bị mình dọn ra là được rồi đó các bạn. Đó, thơm lắm luôn, cái mùi lá chuối nè, sả, ớt, gừng, các cái gia vị kết hợp mùi cá thơm lắm luôn á. Với cách làm mà cũng đơn giản thì mình có được một cái món cá nướng như vậy nè, rất là hấp dẫn. Hôm nay món này á, mình sẽ làm một ly bia lại ra cho nó hấp dẫn nè. Món cá nục nướng sả ớt của mình đã xong, bây giờ xin mời các bạn dùng nha. Để mình gấp lên rồi ăn thử coi nó sao nè. Thơm lắm luôn các bạn. Mình cho lên mình cuốn chung với lại bún nè, bánh tráng, rau sống, dưa leo. Đó, món này cuốn ăn nóng nóng đó, cho nó ngon nha các bạn. Kia múc cái nước chấm ra nè, ăn đầu kia mình múc tới đó như vậy. Bây giờ xin mời các bạn nha, để mình ăn nè. Hãy mình thêm ly bia nữa, xin mời các bạn nha. Vừa ăn vừa lại lai ly bia, ngon lắm luôn các bạn. Mình ăn cái thịt cá này có cái độ dai nhẹ nè, thơm vị sả, ớt, gừng, với lại cái mùi lá chuối cộng với cá nướng hơi xem xém, thơm lắm luôn các bạn. Mình cuốn bánh tráng nè. Rồi thêm xoài xanh nè. Có dưa leo, rồi salad. Rau thơm. Kết hợp lại, thêm ít cộng bún nữa. Rồi cái mình chấm với chén nước mắm, chanh, tỏi, ớt, chua ngọt như vậy. Ăn rất là ngon luôn các bạn. Đây, thì video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay vui, thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh. Và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui nha các bạn. Và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn nha. Món này mình nên nướng như thế này, ăn cái miếng thịt cá nó thơm lắm đó các bạn, nó không hề bị tanh nha. Mình ăn với bún bánh tráng như vậy rất là ngon miệng, ăn hoài mà không có ngán luôn á. Rồi để mình ăn nữa nè, xin mời các bạn nữa nha.